Quân đội Israel tuyên bố họ đã bao vây trại tị nạn Jabala ở phía bắc của giải Gaza và đang tiếp tục chiến dịch tại khu vực này. Trước khi tiến hành hoạt động trên bộ tại trại tị nạn này, lực lượng Israel đã không kích xuyên đêm nhằm vào những gì họ cho là các cơ sở lưu trữ vũ khí, các cơ sở hạ tầng ngầm, các phần tử khủng bố và các cơ sở hạ tầng quân sự bổ sung. Theo các nhân viên y tế, hai người đã thiệt mạng và một số người khác được đưa đến bệnh viện sau khi một căn hộ trong trại tị nạn trúng hỏa lực Israel. Quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện các thành viên Hamas trong khu vực tuyên bố đang phá dỡ cơ sở hạ tầng Hamas và sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự cho đến khi đạt được mục tiêu.